Tướng Đức chỉ ra điểm yếu của Ukraine. Hoàng thái xin kính chào quý vị, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục phân tích những diễn biến xoay quanh câu chuyện viện trợ của phương Tây đối với Ukraine. Cùng với đó là những rủi ro mà tổng thống Putin có thể sẽ gặp phải trong năm 2024. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tướng Đức chỉ ra điểm yếu của Ukraine. Trang tin Starcraft đã dẫn lời vị tướng Đức đã nghỉ hưu Erhard Buller nói rằng phòng không Ukraine đang bất lực trước tên lửa hành trình KH-22 của Nga. Đồng thời, ông cho rằng quân đội Ukraine không có bất kỳ cơ hội thành công nào trong tương lai. Theo tướng Buller, hệ thống phòng không Ukraine không thể bắn hạ KH-22 của Nga, vì đây là một tên lửa khổng lồ. Với chiều dài 11 mét, khối lượng đầu đạn của nó sắp xỉ cả tấn. Hơn nữa, nó có tốc độ và đường bay rất cao, ông cũng chỉ ra rằng chính Ukraine cũng nhận ra điểm yếu của mình trước những vũ khí này của Nga. Kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, thì quân đội Ukraine chưa thể bắn hạ được bất cứ tên lửa KH-22 nào. Phải thừa nhận rằng KH-22 của Nga là một loại vũ khí thực sự mạnh mẽ và có tác dụng hiệu quả trong việc thực hiện những cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu của quân đội Ukraine. Theo ông Yuri Ignat, người phát ngôn của lực lượng phòng không Ukraine, tên lửa KH-22 bay với tốc độ khoảng 4.000 km h và tiếp cận mục tiêu chủ yếu theo quỹ đạo đạn đạo, khiến cho việc đánh chặn chúng cực kỳ khó khăn. Để đánh chặn hiệu quả được những tên lửa như vậy, thì cần có các hệ thống phòng không của phương Tây như là Patriot. Tuy nhiên, ngay cả đối với Patriot, thì đây cũng là một mục tiêu cực kỳ khó khăn. Cho dù Patriot thực sự có thể hoạt động hiệu quả trong việc chống lại các mục tiêu như tên lửa siêu thanh, nhưng mà đối với tên lửa KH-22, thì xác suất để có thể ngăn chặn nó là cực kỳ thấp. Các chuyên gia quân sự cho rằng, chính tốc độ siêu thanh cực cao đã khiến hệ thống phòng không khó có thể đánh chặn tên lửa KH-22. Bởi vì các hệ thống phòng không của phương Tây hiện nay chỉ có thể đối phó với các mục tiêu như Geranium, Calip và KH-101. Vậy nên, tên lửa có tốc độ gần Mark 5 trở lên sẽ vượt qua ranh giới của chúng một cách dễ dàng. Chưa kể đến, Nga còn sở hữu tên lửa KH-32 nhìn bề ngoài thì những tên lửa KH-22 và KH-32 gần như là giống hệt nhau, nhưng KH-32 có những đặc điểm vượt trội hơn nhiều. Với việc trang bị tàu sân bay tiêu chuẩn của nó là tàu sân bay TU-22M3M, thì tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 5.400 km h và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Hiện tại thì quân đội Ukraina không thể bắn hạ những tên lửa có tốc độ siêu âm, bao gồm KH-22, Onyx và Kinjo Lý do là vì hệ thống phòng không Ukraine chưa có khả năng đánh chặn chúng. Hơn nữa, tên lửa KH-22 là một loại phương tiện hoạt động rất hiệu quả, không chỉ trên mặt đất, mà còn có thể tấn công và làm tên liệt được cả tàu sân bay. Vậy cho nên, những quan chức Ukraine chỉ có thể im lặng để chấp nhận sự thật về sức hủy diệt của loại vũ khí này. Từ khi cuộc xung đột nổ ra, ước tính Ukraine đã tổn thất khoảng nửa triệu binh sĩ. Tổng công tố viên Judy Lutsenko đã cho biết, Mỗi tháng thì quân đội Ukraine có khoảng 30.000 người thương vong. Ông Lutsenko nói rằng chính quyền nước này nên công bố số liệu thực tế về tổn thất của quân đội Ukraine. Vì người dân cần phải nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Và điều này cũng sẽ giúp họ có động lực để phục vụ trong quân đội hơn. Trước đó, vào giữa tháng 12, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã tuyên bố rằng tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt đã vượt quá 383.000 người phương Tây đưa ra phương án dự phòng kéo dài chiến tranh. Ấn phẩm The Times đã có bài viết về phương án dự phòng của phương Tây. Nếu Đảng Cộng hòa Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Mỹ và người Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, thì EU sẽ chuyển giao quyền giám sát Kiev cho nước Anh với mong muốn là làm cho Nga kiệt sức trong một cuộc chiến kéo dài. Theo tình báo Anh, người Nga không có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện. Nhưng chính quyền London và Bruxelles vẫn có những phương án dự phòng cho tình huống này có thể xảy ra. Cụ thể, là trong trường hợp ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 này, thì điều đầu tiên là sẽ cho ngừng chính sách của Tổng thống Biden là rút hàng tỷ đô la từ ngân sách quốc gia cho nhu cầu quân sự của Ukraine. Như vậy, châu Âu sẽ phải thay thế Mỹ để chi trả toàn bộ chi phí quân sự cho Kiev. Do đó, ấn phẩm này đã có đoạn viết rằng, các bộ trưởng phương Tây đang cố gắng hết sức để tăng cường năng lực sản xuất trên khắp khu vực châu Âu, với mục đích là có thể đảm bảo được vũ khí và đạn dược cho Ukraine trong thời gian ít nhất là một năm. Đồng thời, tờ báo này cũng kết luận rằng Ukraine không có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga. Căn bản là vì chính quyền Kiev sẽ không có đủ nhân lực và vũ khí, ngay cả khi phương Tây vẫn tiếp tục duy trì viện trợ. Nhưng đồng thời, tình báo Anh cũng cho rằng quân đội Nga cũng không đủ sức mạnh để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện và chỉ có thể giành chiến thắng cục bộ tại các địa phương. Và đó cũng là lý do để phương Tây có thể đưa ra phương án dự phòng cho một cuộc chiến lâu dài hơn. Nghĩa là họ sẽ cố gắng đẩy quân đội Nga xa lầy vào cuộc xung đột tại Ukraine. Đồng thời phía London cũng thừa nhận rằng từ khi chiến tranh bắt đầu ở Ukraine, thì kho dự trữ quân sự của Anh đã cạn kiệt đáng kể, do đó, khi ép nên dựa tối đa vào nguồn vũ khí được cung cấp từ Đức. Giờ đây thì người Anh sẽ đóng vai trò là người dẫn dắt. Điều này đã tạo thêm áp lực cho Đức. Và liệu rằng Đức có thực hiện vai trò của mình trong việc đảm bảo nguồn vũ khí cung cấp cho Ukraine hay không và ngay cả khi Đức duy trì hay thậm chí là tăng nguồn viện trợ thì vấn đề nan giải trước mắt phải giải quyết đó là những khó khăn về kinh tế trong khi việc tăng cường sản xuất đạn dược và vũ khí lại phải phụ thuộc vào các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng ở Anh và EU chính trị gia Alex Bieko đã bình luận về kế hoạch sản xuất vũ khí ở Anh và cho rằng dự án này có thể sẽ có vấn đề bởi vì việc mở rộng sản xuất sẽ đòi hỏi một đơn đặt hàng dài hạn được đảm bảo, trong khi chính nước Anh lại không thể đảm bảo được điều kiện đó. Ngoài ra thì sự phối hợp giữa Anh và Đức cũng chỉ có thể đủ để quân đội Ukraine có thể cầm cự trên tiền tuyến, chứ hoàn toàn không thể làm suy yếu được quân đội Nga. Ngược lại, thì nhà nghiên cứu bao cơn Alexei Toporov đã lưu ý rằng, sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, thì London đã hoạt động rất tích cực để chống lại Nga. Người Anh được cho là đứng sau những vụ bạo loạn ở miền Bắc Kosovo với mục tiêu là giải quyết Serbia. Và cho đến nay, người Anh cũng được cho là đứng sau các cuộc tấn công vào Cầu cầm Đông, phá hủy đập Kakhovka, tấn công các cơ sở của hạm đội biển đen. Nhà chính trị nga Bogdan Belbovo đã tin rằng những gì mà tờ The Times vừa đưa ra có thể hướng dư luận chấp nhận một thực tế rằng việc hỗ trợ Ukraine sau này chủ yếu sẽ do Anh và EU thực hiện. Tuy nhiên, cũng có suy đoán cho rằng có thể là người Anh sẽ chỉ hoạt động như một cơ quan ủy quyền để truyền giao sự hỗ trợ của Mỹ đến Ukraine mà thôi. Nhưng mà tóm lại, thì kế hoạch sự phòng của phương Tây vẫn là kéo dài cuộc chiến, cố gắng duy trì chế độ khe áp tồn tại trong một thời gian với mục tiêu là làm suy yếu người nga. Còn tại một diễn biến khác, thì ấn phẩm Telegram của Anh vừa tiết lộ một tin tình báo rằng quân đội nga sẽ tấn công vào Kharkov. Thậm chí còn cho biết ngày bắt đầu cuộc tấn công trên bộ của nga vào Kharkov là ngày 15 tháng 1 tới đây. Mặc dù thực tế là nga đã có những cuộc tấn công nhỏ theo hướng này từ lâu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thông tin này là một cái bẫy mà phương Tây tạo ra để chờ người Nga xa lầy. Thực tế này đã được các nhà quan sát quân sự Vlad Slipchenko trực tiếp chỉ ra. Kharkov là một thành phố lớn, quân đội Nga sẽ xa lầy vào việc chiếm giữ các siêu đô thị này trong nhiều tháng, và thậm chí là nhiều năm. Các nhà quan sát giải thích rằng, từ kinh nghiệm của các cuộc chiến tranh gần đây cho thấy, một thành phố được phòng thủ kiên cố là không thể dễ dàng chiếm được. Và Kharkov là một thành phố như vậy. Nó là một thành phố công nghiệp khổng lồ và thực sự có thể trở thành một pháo đài phòng thủ vững chắc. Và chắc chắn, chìa khóa để mở cổng pháo đài này chỉ có thể là sự bao vây và kéo dài thời gian. Nếu bộ chỉ huy quân đội Nga quyết định gửi quân tới Kharkov thì rất có thể họ cần phải bao vây thành phố này. Sau đó là một loạt các chiến dịch tấn công để bộ quân đội Kharkov phải đầu hàng. Đồng thời phải thực hiện được các chiến dịch như là cắt đứt mọi tuyến đường tiếp tế đạn dược, nhiên liệu và quân nhân. Nhưng theo các chuyên gia quân sự, hiện nay thì Nga vẫn chưa có khả năng để bao vây toàn bộ khu vực này. Bởi thế cho nên, nếu như người Nga thực hiện một cuộc tổng tấn công vào Kharkov, thì chắc chắn phải đối mặt với một bài toán khó. Đó là làm thế nào để giảm thiểu tổn thất tối đa đối với dân thường và quân nhân. Và quan trọng nhất là khi nào là thời điểm thích hợp để tấn công. Bởi vì hiện nay, Nga đang ưu tiên việc nắm quyền kiểm soát các khu vực như là Donetsk, Odessa, Nikolaev và khu vực Kherson. Có lẽ, kế hoạch ở Kharkov sẽ được người Nga tính toán lại. Như vậy, chúng ta có thể đoán được rằng, Nga cũng sẽ đề phòng trước những nước đi mà Ukraine và phương Tây đã bày sẵn. Và ngay cả khi Ukraine sử dụng chiến thuật là tiếp tục tấn công các thành phố và thị trấn biên giới để kích động người Nga, thì chắc chắn Nga vẫn phải tỉnh táo để đưa ra lựa chọn đúng đắn vào thời điểm này. Át chủ bài và rủi ro của Putin năm 2024 ấn phẩm mk đã dẫn lời nhà chính trị quốc tế người nga bồ Đà Chép, đã vạch ra những con át chủ bài của tổng thống putin và những rủi ro có thể đến bất ngờ đối với điện kremlin trong năm nay chuyên gia borachev cho rằng mặc dù nga đang có lợi thế trên chiến trường nhưng mà còn quá sớm để cho rằng họ đã trải qua những phần khó khăn nhất của cuộc chiến ông borachev đã nói mối đe dọa giả định duy nhất đối với nga là nếu mọi thứ phương tây muốn thực hiện ở ukraine thực sự sụp đổ thì khi đó phương Tây có thể sẽ làm những điều điên rồ mà người Nga không ngờ tới. Chúng ta có thể thấy, năm 2023 là một năm tương đối thành công đối với Nga. Cuộc đối đầu chính trị quân sự với phương Tây đã bắt đầu có hiệu lực. Một sự kiện tích cực quan trọng khác trong năm 2023 là phương Tây đã nhận ra những rủi ro trong cuộc đối đầu với Nga. Họ đã bắt đầu hiểu ra rằng đây là một cuộc chiến tranh khốc liệt, chứ không phải là một trò chơi. Theo quan điểm của ông Bordachev, Việc thành công của Nga ở Ukraine chính là những gì mà ông Putin đã từng nói, như là phi quân sự hóa và phi quốc gia hóa. Trong đó, bất kể diện tích thực tế là gì thì cũng không thể gây ra mối đe dọa an ninh cho nước Nga. Ngoài ra thì ông cũng cho biết thêm, đã có tin đồn rằng Mỹ bắt đầu thấy ngao ngán về Ukraine. Nhưng nếu giả sử ông Trump không đắc cử Tổng thống Mỹ vào năm nay, thì tình hình có thể cũng sẽ không tệ hơn. Nhưng không có nghĩa là sẽ không có rủi ro đối với Ukraine vì tất cả các chính khách đều hành động dựa trên lợi ích của đất nước và người dân của chính họ. Liên quan đến mặt trận Baltic, chuyên gia này cho rằng sẽ không có khả năng vùng biển Baltic sẽ biến thành mặt trận thứ hai trong cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây. Bởi vì sức mạnh vị thế của Nga ở vùng Baltic, Belarus hay là ở eo biển Bering hay là bất cứ đâu trên thế giới đều sẽ giống nhau. Nghĩa là nó sẽ ngay lập tức bước vào giai đoạn xung đột trực tiếp với NATO nếu như lợi ích bị đụng chạm. Nhưng tất nhiên, phương Tây cũng sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Và thông tin này cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.